Rồi, Vương Mô Tô xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Vương Mô Tô. Rồi, chào anh em một tuần làm việc vui vẻ ha. Chào ngày mới. Rồi, anh em vào đăng ký kênh đi ha, để theo dõi những video sau bên mình nha. Anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin một like và một chia sẻ nha anh em. Rồi, cửa hàng mình là cửa hàng chuyên nhập những dòng xe mô tô phân khối lớn và phân khối nhỏ đã qua sử dụng, để phục vụ anh em đam mê mô tô trên cả nước ha. Những dòng xe bên em là những dòng xe hải quan chính ngạch, những dòng xe sang tên được thì bên em sẽ nhập về để phục vụ anh em nha. Còn những dòng xe không sang tên được thì bên mình sẽ không nhập nha anh em. Rồi, anh em nào ở khu vực Sài Gòn thì qua 143 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để xem xe giúp em ha. Anh em ở xa thì đăng ký kênh và kết bạn Zalo với số điện thoại là 0906 859 709, có gắn trên màn hình nha anh em, có Zalo ha. Anh em ở xa cứ kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em xem ha. Rồi mình sẽ làm việc qua Zalo luôn. Anh em ở xa thì mình sẽ ship xe đến tận nhà, hồ sơ rút gốc đến tận nhà cho anh em để sang tên ha. Rồi đó là những thủ tục và những quy trình ở bên mình ha. Mình giới thiệu cho anh em mới vào kênh để anh em hiểu rõ. Còn anh em nào ở đăng ký kênh lâu rồi thì anh em đã hiểu rồi ha. Anh em nào ở xa thì chỉ cần chụp căn cước công dân gửi qua giúp em là em sẽ rút hồ sơ đến tận nhà ha. Con xe này là mình muốn giới thiệu là chủ đề chính hôm nay là một con CB250, hay còn được gọi là CB50 Nighthawk ha. 250, con được nhập hải quan từ Nhật Bản đời 2007, có tem nhôm, có đát tem nhôm đầy đủ nha anh em. Những dòng xe này thì nhập về Việt Nam, thị trường Việt Nam thì khoảng 3 đời, 201, 204 và 207. Con này là con đời 207 cuối cùng của dòng CB Nighthawk 250. Con này thì hồ sơ đã cầm tay rồi, bên cửa hàng đã họ rút hồ sơ cầm tay rồi, anh em mua bán đăng ký về xuất hóa đơn về bấm biển ra tên ha. Con này là hồ sơ ok toàn quốc nha anh em, sang toàn quốc nha. Con này được trắng cao may, khá là đẹp xe. Con xe này là khỏi phải bàn luôn nha anh em, đẹp từ đầu tới đuôi, đẹp long lanh luôn. Mình sẽ đi chi tiết qua một dòng sơ khảo một cái xe rồi mình sẽ đến chi tiết sau ha. Đây là sơ khảo qua một dòng phía ngoài cho anh em tham khảo từ A đến Z. Rồi lát nữa mình sẽ đi đến từng món đồ, từng chi tiết của món đồ ha. Đây, sơ khảo một dòng ngoài. Con này bữa nay thị trường nó rất là hiếm rồi nha anh em, không có xe đâu ha. Mà con xe đẹp cỡ này nữa thì cực kỳ là hiếm luôn. Đó, thùng cản đầy đủ nha anh em, chân chống đứng, kiến chiếu hậu, thùng sau, cản chống đổ đầy đủ hết nha. Rồi, một dòng sơ lược phía ngoài ha. Rồi bây giờ mình đi chi tiết từ trước tới sau đây ha. Lớp vỏ, phục trước, mâm trước, sáng bóng luôn. Vỏ thì mới tinh, thay mới thay còn gai. Nguyên một bộ vỏ trước, vỏ sau mới thay còn gai. Anh em chạy xe nhìn là biết liền ha. Đây, gai gió còn quá khá là dày. Và phục trước, chất liệu nhôm rất là tốt luôn. Còn mâm thì khỏi bàn rồi, mâm zin theo xe 100%. Con heo dầu và đĩa trước còn rất là dày. Đĩa trước này còn dày lắm nha anh em, còn khá là dày. Rồi đây là phục trước và ốc, lốp vỏ, heo dầu ha, còn khá là đẹp. Con này là khá là chỉnh chu rồi, anh em mua về sử dụng thôi nha. Những cái dòng xe này bây giờ thị trường nó có rất là hiếm rồi nha anh em. Những dòng xe đẹp cỡ này thì rất là hiếm cực kỳ luôn. Đây cản chống đổ, đây vô đầu lòng ha, không có một xí nhớt nào xì nha, khô ráo đầy đủ. Bình sân con ok, nắp chao nắp nồi thì khó phải bàn rồi, sáng long lanh luôn, khá là đẹp luôn nha anh em. Bình xăng lớn ha, tem bình xăng lớn nha, nguyên can xà beng không có vết trầy nha. Đây xuống hông, cốp hông, phục sau, bồ ha,
các chân nhôm rất là đẹp nha anh em. Cái nhôm cái này, cái chất nhôm của những chiếc xe CB này khá đẹp, nhôm đặc chủng, nhôm zin cực kỳ đẹp nha, càng chạy càng lên bóng càng đẹp. Cái nắp này nè, rồi bô phuộc, phuộc sau và thùng không đựng đồ, xin anh trước sau. Máy móc thì lát nữa mình sẽ test lên cho anh em ha. Ốc vít ở đằng sau thì còn khá là sáng sủa ha, cặp lốp trước lốp sau mới thay mới tinh nha anh em. Bô nè, ống bô nè còn khá là đẹp nè, không có sét không có gì hết. Đèn hậu theo sau nè, in theo xe 100% nè. Đèn hậu theo sau nè. Rồi mình đến cái đắt, đắt tem cổ ha, đắt tem cổ đời 2007, CB250 đời 2007, Made in Japan ha, nhập khẩu hải quan từ Nhật Bản đàng hoàng ha. Nồi nắp chao bình xăng, bình xăng con, Japan theo xe. Rồi đầu lòng thì khô ráo, không có xì nhớ không gì hết, máy móc thì êm như xe đạp điện. Những dòng xe này thì thị trường bây giờ mới chạy được nhiều nha anh em. Thanh lý bán ra rất là nhiều, chứ lúc xưa thì không có xe này để chạy đâu. Anh em đam mê thì mê chứ không được chạy đâu. Bây giờ có bàn A2 là mua về sang tên là chạy cái vèo nha anh em, phượt toàn quốc nha, khỏi phải đi lăn tăn gì hết. Anh em có bàn A2 cứ mạnh dạn mua về phượt chạy thoải mái ha. Tại vì dòng xe này bên mình đã bán ra mười mấy 20 chiếc rồi, ra tên cho anh em đầy đủ hết rồi nha. Cho nên những dòng xe này bây giờ chạy nó rất là ok rồi, đi phượt rất là ngon. Nhiều anh em phản hồi lại đi phượt rất là ngon nha anh em, đi đường xa, đặc biệt đi đường xa rất là ngon, cũng không hao xăng gì mấy. Chạy xe này thì chạy khoảng 3 mấy cây một lít xăng là vừa rồi, chứ không có hao mấy đâu. Mình để máy lên anh em, cái máy này nổ rất là kỳ, cái bô nổ rất hay nha anh em, lên rất là hay nha. Đây bên đây là đồng hồ tua máy ha, phía tay phải lên rất là nhẹ nhàng nha anh em. Còn bên đây là khí lưu mết ha, khí lưu mết thì khi nào lăn bánh nó mới quay nha. Xe này mình để đứng rồi, đồng hồ tua máy đây, tất cả các nút này hoạt động bình thường ha. Nút này là nút đèn trước ha, đèn trước thì sẽ có đèn trước ha. Xe này đèn đá có đầy đủ nè, nên là mình bấm đèn đá lên nè ha. Nút giữa là đèn đá ha, đi nhanh, đi nhanh đèn trước. Nói chung là xe này điện đèn còi là ok rồi, anh em mua về sử dụng thôi nha. Còi à, cái đèn đá nè, mình bấm cái đèn đá cho anh em nè. Đây, đèn đá đây nha anh em. Còn đầy đủ nha. Đá chắc nè. Còn đầy đủ hết nha. Rồi nói chung là không thiếu bóng gì hết. Trước sau gì xi nhanh, đèn còi, cản chống đổ đầy đủ hết, kính chiếu hậu. Rồi thùng đựng đồ đầy đủ hết nha. Con xe này là một con xe chất lượng của nhà Honda luôn. Xe này mới gọi là đúng xe. Xe này mới gọi là đúng chất xe nha nè, nhà Honda đúng chất luôn, máy cực kỳ là chắc. Rồi con này mình ra với giá là 120 triệu, bao hồ sơ cho anh em tặng nhà nha, bao ship xe tặng nhà cho anh em. Rồi anh em nào thích thì nhắc máy lên, điện thoại cho Vương ha, số điện thoại là 0906859709, có Zalo ha anh em ha, anh em ở xa thì có thể kết Zalo. Rồi một lần nữa Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh ha, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video sau nha. Bên mình cũng còn rất là nhiều xe, những dòng Cruiser, những dòng Sportback cũng còn rất nhiều luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào đăng ký kênh rồi thì cho mình xin một like và một chia sẻ nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em video sau nha. Bye bye.